tôi là Thúy Nga, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ. Và sản phẩm mà Nga đang cầm trên tay đây, hẳn không nói thì bạn cũng đã biết được sản phẩm này là gì rồi đúng không ạ? Đây là sản phẩm đồng trùng hạ thảo Hong Chu Hôn Hoan, được sản xuất trực tiếp tại Hàn Quốc. Vâng, tác dụng của sản phẩm thì vô cùng tuyệt vời. Khi bạn sử dụng thì sẽ giúp cho mình nâng cao được sức đề kháng, tăng cường sức khỏe và đặc biệt là vô cùng tốt cho các anh nam giới và chị em phụ nữ chúng ta sử dụng để cân bằng âm dương và cải thiện sinh lý. Và đây chắc chắn là sản phẩm phù hợp với tất cả các thành viên ở trong gia đình của bạn. Và khi biết được tác dụng tuyệt vời của nó thì hẳn là bạn đang mong muốn sử dụng sản phẩm này để cho bản thân cũng như người thương yêu sử dụng có được sức khỏe tốt nhất và chất lượng cuộc sống được nâng cao đúng không ạ? Vậy thì một câu hỏi đặt ra chắc chắn bạn sẽ nghĩ ngay trong đầu rằng có thể mua được sản phẩm đông trùng hạ thảo Hong Chu Hôn Hoan ở đâu để có được hàng chính hãng, chất lượng mà giá cả lại hợp lý? Vâng, đây không phải là câu hỏi duy nhất của bản thân bạn mà của rất rất nhiều người đang mong muốn sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo Hong Chu Hôn Hoan. Vâng, bởi vì thị trường hiện nay đang thực sự rất hỗn loạn, việc thật và giả lẫn lộn khiến cho người tiêu dùng cảm thấy rất là hoang mang. Và những sản phẩm mà Korea Shop phân phối là những sản phẩm của Hàn Quốc thì Nga cũng thấy ở trên thị trường cũng đã xuất hiện những hàng kém chất lượng. Và khi bạn mua phải những sản phẩm kém chất lượng thì không những là uổng phí số tiền mà bạn đang bỏ ra mà thậm chí nó còn ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn, khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ và có thể làm cho sức khỏe của bạn kém đi. Chính bởi vì biết những băn khoăn lo lắng của người tiêu dùng mà Korea Shop luôn đặt tiêu chí chất lượng là uy tín và chất lượng là thương hiệu, nên tất cả những sản phẩm mà Korea Shop mang tới tay người tiêu dùng Việt Nam, mang tới tay bạn và những người thân trong gia đình bạn luôn luôn được đảm bảo về chất lượng, cam kết về hàng chính hãng. Và khi bạn mua hàng tại Korea Shop chúng tôi thì bạn sẽ nhận được những quyền lợi khách hàng để giúp cho bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng và đạt được kết quả tốt nhất. Khi nhận hàng, bạn có quyền được kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Và trong vòng 7 ngày khi sử dụng sản phẩm, nếu như bạn cảm thấy có bất kỳ lỗi nào từ sản phẩm thì chúng tôi sẽ nhận đổi trả hàng cho bạn mà bạn không mất bất kỳ một khoản chi phí nào. Thậm chí nếu như bạn chứng minh hàng của Korea Shop chúng tôi là hàng kém chất lượng thì chúng tôi sẽ bồi hoàn 100% giá trị sản phẩm cho bạn. Hơn thế nữa, Korea Shop còn có một đội ngũ chuyên viên với kiến thức chuyên môn sâu sẽ giúp cho bạn, tư vấn cho bạn để bạn có được liệu trình, điều trị và hỗ trợ cho bạn sức khỏe tốt nhất trong quá trình bạn sử dụng sản phẩm. Đó là những gì mà Korea Shop luôn tự tin và suốt những năm vừa qua đồng hành cùng những khách hàng của mình, giúp cho khách hàng của mình có được sức khỏe, có được hạnh phúc và có được niềm tin khi mà đến với Korea Shop 24 giờ. Vâng, sự hài lòng của bạn là điều mong muốn của chúng tôi. Chính vì vậy, đừng ngần ngại khi mua các sản phẩm của Korea Shop 24 giờ và đặc biệt là sản phẩm đông trùng hạ thảo Hong Chu Hôn Hoan. Hãy truy cập ngay vào đường link trang web koreashop24giờ.com mà Nga đặt sẵn dưới phần mô tả video này, hoặc bạn có thể gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline 0976148590. Chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn và giúp bạn đặt hàng một cách nhanh nhất. Chúc bạn trở thành một nhà tiêu dùng thông thái và lựa chọn được cho mình địa chỉ mua hàng uy tín. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại bạn ở video sau.